Nhân danh cha và con và thánh thần. AMEN Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì kìa có một người tên là Gia Kêu, ông là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sông để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: Hỡi gia kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải ở lưu lại trong nhà ngươi ông vội vàng tụt xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lầm bẩm rằng ông này lại đến cho nhà một người tội lỗi. ông già kêu đứng lên thưa cùng chúa rằng: Lạy ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cái tôi cho kẻ khó và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng hôm nay nhà này được cứu độ bởi người này cũng là con cái Abraham vì trưng con người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất kính chào quý cụ quý ông bà và quý anh chị em thân mến trong Chúa Kitô Quý vị đang nghe bài chia sẻ lời Chúa của Chúa Nhật thứ 31 mùa thường niên năm xe trên kênh YouTube Lời yêu thương của tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ nhà Chúa miền Hải Ngoại. Mỗi lần à, trở lại để gặp gỡ quý cụ ông bà chị em và chia sẻ lời Chúa, à, tôi rất là vui. Niềm à, vui thứ nhất đó là Chúa vẫn còn yêu thương để sử dụng tôi như một công cụ của Ngài điều đó là một niềm vui và tôi xin tạ ơn chúa và tôi cũng tạ cảm ơn quý cụ quý ông bà anh chị em là những người đã ủng hộ khích lệ những người đã cùng cộng tác với chúng tôi trong chương trình này à, cách riêng tôi xin chân thành cảm ơn quý cụ quý ông bà anh chị em à, đã có những lời những cái comment à, à, những lời nhắn vào trong kênh youtube à để hỏi thăm sức khỏe của chúng tôi, à, chúc chúng tôi bình an mạnh khỏe, cầu nguyện cho chúng tôi, chia sẻ cho chúng tôi, à, chúng tôi rất chân thành cảm ơn à, tấm lòng à, quý mến à, và những tình thương mà quý vị đã dành cho chúng tôi trong những tháng qua. À, và thương bà anh chị em, một lần nữa tôi lại xin được mời gọi quý cô ông bà anh chị em à, hướng đến ngày à, chúng tôi tổ chức tuần tìm hiểu ơn gọi à, cho những thanh niên tuổi từ 16 à, đến 30. À, độc thân à, là thanh niên công giáo à, có thể đến được mời đến để tham dự tuần tìm hiểu ơn gọi với tu đoàn tông đồ giáo sĩ nhà chúa của chúng tôi à, tại tu viện Nguyễn Duy Khang à, thuộc thành phố New Orleans à, bang Louisiana à, được tổ chức từ ngày 26 tháng 12 cho đến ngày 31 tháng 12 à, nếu ông bà anh chị em à, biết có những thanh niên nào con cháu hoặc bạn bè của ông bà chị em hoặc là ngay cả các thanh niên các em đang nghe chương trình này dù là chỉ thấy có một chút nào đó thôi là chúa có thể đánh động cô chúa thể gọi mình hãy đến để liên lạc với chúng tôi và cùng với chúng tôi đến đây để chúng ta cùng cầu nguyện cùng học cách để tìm hiểu thánh ý của chúa trong cuộc đời của mình và cũng có một cái trải nghiệm về đời sống tu dòng thì như thế nào và rồi chúng ta cũng lắng nghe nhau để nghe những câu chuyện đức tin nghe những câu chuyện về ơn gọi có thể là để giúp đỡ cho chúng ta khích lệ cho chúng ta à, cho nên không phải là phải đi tu mới có thể đến được à, hay là phải chắc chắn đi tu mới đến được hoặc là không phải là đi tu đi tham dự cái tuần tìm hiểu ơn gọi này là phải đi tu mà là đây là một cơ hội à, chúng tôi cũng muốn à, mở ra để mời cho các bạn trẻ rồi các bạn có thể đến như tôi nói để cùng cầu nguyện học cách cầu nguyện học cách tìm thánh ý của chúa trong cuộc đời của mình À, rồi cùng có những trải nghiệm của đời sống tu dòng à, và lắng nghe à, những cái câu chuyện cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đức tin những câu chuyện ơn gọi cho tôi xin quý cùng ông bà anh chị em cầu nguyện cho ơn gọi của giáo hội nói chung cách riêng cho ơn gọi của tu đoàn tông Đầu giáo sĩ miền hải ngoại chúng tôi nói riêng à, đặc biệt là cầu nguyện cho những bạn trẻ và khích lệ các bạn trẻ à, quáng đại đáp trả lại lời mời gọi của thiên chúa như chúa giêsu nói à, đừng sợ hãi sợ hãi là vô dụng điều chúng ta cần làm là tin tưởng phó thác vào Chúa và cùng bước đi trong sự đồng hành của Thiên Chúa. Rồi trở lại với bài tin mừng ngày hôm nay, thưa ông bà, anh chị em, bài tin mừng ngày hôm nay là một bài rất quen thuộc. À, chúng ta nghe câu chuyện ông Gia kêu là chúng ta hình tượng ngay là một người thấp bé nhỏ rồi. À, vậy thì bài tin mừng ngày hôm nay nói về cái gì? Thưa, nói về thứ nhất, câu chuyện của lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa thương xót tất cả mọi người không trừ một ai và thứ hai đó là câu chuyện sám à, hối của ông gia kêu Thì chúng ta cùng nhau thứ tự đi qua những cái nhân vật trong bài tin mừng ngày hôm nay nhân vật thứ nhất đó là ông gia kêu à, tin mừng nói rằng ông gia kêu là thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có thế một người thu thuế bình thường cũng đã giàu rồi huống gì là ông gia kêu là thủ lãnh của những người thu thuế thì chắc chắn ông rất là giàu, không những giàu có mà còn có địa vị, có quyền hành nữa là khác. Mà chúng ta biết rằng tại sao những người thu thuế thông thường là giàu. Bởi vì lúc thời đó thì những người thu thuế thông thường là gian lận. Tức là họ không những thu thuế để đóng nộp cho người Roma, cho người mà còn họ còn gian lận để bỏ túi riêng của mình nữa. Ví dụ như là tiền thuế chỉ có 5 đồng thôi. Nhưng có khi họ thu thành 7 đồng, 8 đồng. Tức là cái phần dư ra đó họ bỏ vào trong túi. Cho nên những người thu thuế được cho là những người tội lỗi và dân do thái thời bấy giờ không ưa thích gì những người thu thuế này. Bởi vì thứ nhất, họ là những người có thể cho rằng bóc lột dân chúng. Thứ hai, họ được coi là những cái người tai sai cho đế quốc Roma thời bấy giờ. Cho nên vì vậy họ được cho là những người tội lỗi. Thế là Gia Kêu là một thủ lãnh của những người Do Thái, là một người giàu có. Và tôi nghĩ rằng lúc này ông phải là một người trung niên rồi. Vậy mà khi nghe rằng Chúa Giêsu đến thành Jericho, ông đã chạy ra để ông muốn nhìn thấy Chúa. Có thể là ông nghe loáng thoáng về Chúa Giêsu một vài thông tin nào về Chúa Giêsu đã đánh động ông để rồi khơi dậy cái sự tò mò trong lòng của ông để ông muốn ra để nhìn thấy Chúa Giêsu thôi. Nhưng mà cái điều đáng tiếc là gì? là dân chúng thì quá đông, còn ông thì quá thấp bé, cho nên ông không thể nhìn thấy Chúa được. Nhưng mà không phải vì những cản trở, những sự bất tiện đó mà ông bỏ cuộc. Trái lại, ông đã vội vàng tin mừng nó gì? Ông đã chạy lên phía trước, rồi trèo lên một cây sông để nhìn xem người. Chúng ta thấy một con người trung niên rồi. Một con người có địa vị, một người giàu có. Mà lại chạy lên phía trước như một đứa trẻ con. Rồi lại leo lên cây như một đứa trẻ con để nhìn Chúa Giêsu Thì ông phải làm con người khiêm tốn. Khiêm tốn đủ để mà trèo lên cây với một mục đích là gì? để nhìn thấy Chúa Giêsu. Lòng khao khát của ông để được gặp gỡ Chúa Giêsu, được nhìn thấy Chúa Giêsu đã khích lệ ông, không quản ngại tới tuổi tác của mình, không quản ngại tới địa vị của mình, cũng không quản ngại luôn cả tiền bạc mình có, để sẵn sàng trở nên như một đứa trẻ và có thể bị người ta coi thường và cười đùa nữa là khác. Nhưng mà để ông làm gì? Ông chỉ ước ao được nhìn thấy Chúa Giêsu và cái sự cố gắng của ông. Sự cố gắng của ông, sự từ bỏ của ông đã được đáp trả bằng cách gì? Chúa đã nhìn lên. Chúa đã nhìn lên và Chúa đã thấy ông. Và Chúa đã nói với ông rằng, Gia Kêu hãy xuống đây ngày hôm nay ta sẽ phải ngự trụ lại, trọ lại ở trong nhà của ông. Và nghe được lời đó, ông đã mau chóng tụt xuống khỏi cái cây và mời vui vẻ đón Chúa về nhà của mình và khi Chúa về nhà của ông, mặc dù là người hàng xóm xung quanh đàm tiếu si sao, nhưng mà ông đã khẳng khái nói với Chúa như thế này: Lạy ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cái của tôi cho kẻ khó và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn. Gặp gỡ Chúa Giêsu, gia kêu đã quyết tâm biến đổi cuộc đời, ông đã hoán cải. Gặp gỡ Chúa Giêsu tâm hồn ông đã mở rộng ra để ông quảng đại đủ để sẵn sàng cho đi một nửa số tài sản của mình cho người nghèo khó và như đầu bài tiên mình nói ông là người giàu có trong tài sản ông chắc là nhiều. Gặp gỡ Chúa Giêsu, tâm hồn ông đã được mở rộng, trái tim ông đã được mở rộng đủ để ông trở nên quảng đại để sẵn sàng nói rằng tôi sẽ chia một nửa gia tài của tôi cho người nghèo khó. Rồi, chưa đủ. Nếu tôi có làm thiệt ai điều gì cho ai tôi đền xin đền gấp 4 lần. Bình thường thì chúng ta lấy của ai cái gì, chúng ta đền trả lại cái đó. Nhưng mà người Do Thái thì có một cái luật nữa là có những lúc mình lấy thì mình làm tốn hại đến cái gì của người ta thì mình phải đền gấp đôi. Nhưng mà ra kêu ngày hôm nay rằng nếu tôi có làm thiệt hại cho ai cái gì, tôi đền gấp 4 lần. Có nghĩa là ông vượt ca quả cái luật lệ của người Do Thái thời bấy giờ. Đi lên tăng gấp đôi để nói lên cái lòng sám hối của ông. Ông muốn sám hối ông muốn hoán cải, ông muốn biến đổi, gặp gỡ Đức Kitô đã biến đổi cuộc đời của ông. Và ông được quyết tâm biến đổi, quyết tâm sám hối. Ông Gia Kêu là một người có địa vị, giàu có, đã quên cả chính địa vị của mình để trèo lên cây để được gặp gỡ Chúa. Và khi được Chúa nhìn thấy, được gặp gỡ Chúa, ông đã được biến đổi, còn tôi và ông bà anh chị em Chúng ta có ước ao để được nhìn Chúa Để được gặp gỡ Chúa như Gia Kêu không? Chúa Giêsu vẫn hiện diện mỗi ngày Trong các nhà tạm, trong các nhà thờ trên toàn thế giới Chúng ta có dành giờ để có thể chạy đến Để nhìn Chúa, để viếng Chúa không? Hay là Chúa đã yêu thương chúng ta đủ Để ban chúng ta có thánh lễ để nuôi dưỡng phần linh hồn của chúng ta hay là Chúa đủ yêu thương chúng ta đủ để muốn tha thứ cho chúng ta cho nên lập ra bí tích giải tội cho chúng ta được ơn tha thứ vậy thì chúng ta có đã chạy đến tòa cáo giải chạy đến các thánh lễ để được hướng nhờ ân sủng của Chúa lòng tha thứ của Chúa không chúng ta có nhiệt thành như gia kêu để đến để được gặp gỡ Chúa không rồi khi gặp gỡ Chúa rồi Gia Kêu đã sẵn sàng mở lòng mình ra để cho đi nửa tài sản của mình. Còn tôi và ông bà anh chị em, chúng ta đã cho đi được cái gì? Khi chúng ta gặp gỡ Thiên Chúa. Có lẽ chúng ta không có nhiều tài sản như Gia Kêu để mà cho đi một nửa số tài sản. Nhưng mà có thể chúng ta có thời gian, chúng ta có sức khỏe, chúng ta có tài năng. Chúng ta có dùng sức khỏe, tài năng, thời gian của mình để giúp đỡ cho người khác để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội, phục vụ tha nhân không? Hay là chúng ta chỉ làm những điều đó khi thuận tiện thưa ông bà anh chị em? Nhiều khi thuận tiện thì chúng ta đi xưng tội. Thuận tiện thì chúng ta đi lễ. Thuận tiện thì chúng ta viếng thánh thể. Thuận tiện thì chúng ta giúp đỡ người khác. Còn khi không thuận tiện thì chúng ta tự cho mình lý do để không làm những điều đó. Còn ông Gia Kêu nhỏ bé ấy lại dám làm những cái điều đó. Vì vậy Chúa Giêsu đã nói rằng hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Cứu độ bởi vì Gia Kêu đã sám hối, đã hoán cải, đã sẵn sàng trả những cái giá rất đắt để trở về với Chúa. Còn chúng ta, mỗi lần chúng ta gặp gỡ Chúa Giêsu trong tòa giải tội xong, chúng ta đã có thái độ như thế nào tâm tình như thế nào chúng ta có đủ can đảm để đền bù lại những lỗi lầm những thiếu sót của chúng ta sẵn sàng để dứt bỏ sẵn sàng hoán cãi không đây là những điều mà chúng ta cùng suy nghĩ với nhau cùng cầu nguyện với nhau để rồi chúng ta có thể nhìn vào gương của ông gia kêu một con người có thể cho là tội lỗi thời bấy giờ đã hoát cái như thế nào và ơn cứu độ của Chúa đã đến với gia đình của ông đến với bản thân của ông như thế nào nhân vật thứ hai mà chúng ta cần chia sẻ trong bài tin mừng ngày hôm nay đó chính là Chúa Giêsu bài đọc thứ nhất nói rằng Thiên Chúa thương xót tất cả mọi người Chúa thương xót tất cả mọi loài Chúa đã tự tạo dựng nên và vì Chúa tạo dựng nên cho nên Chúa muốn cứu rỗi tất cả mọi người Chúa không muốn trừ ai cả. Cho nên vì vậy, Chúa sẵn sàng chết để cứu độ chúng ta. Và cái chết của Chúa Xu trên thập giá và sự phục sinh của Ngài không phải chỉ dành riêng cho người Do Thái hay chỉ dành riêng cho người Công giáo hay chỉ dành riêng cho những người tốt lành thánh thiện không phải vậy, mà Chúa Xu chết và sống lại để cứu chuộc tất cả mọi người từ thuở tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế. Những ai muốn đón nhận lòng thương xót của Chúa cứu độ của Chúa, tin vào Chúa, phó thác vào Chúa, hoán cải trở về với Chúa, Chúa đều muốn thương xót tất cả mọi người và cứu độ tất cả mọi người. Và thương bạn anh chị em, Thiên Chúa yêu thương và Thiên Chúa thương xót chúng ta đủ để hạ mình xuống để luôn luôn đi bước trước với chúng ta, cho chúng ta. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng à, chúng ta hoán cải chúng ta trở về với Chúa, nhưng mà thương bạn anh chị em, chính Chúa đã là người đánh động trong tâm hồn chúng ta trước thì chúng ta mới cảm nhận và mới biết được rằng chúng ta cần phải sám hối và mới có cái khả năng để sám hối. Nếu như Thiên Chúa không đánh động, không thúc đẩy trong tâm hồn chúng ta trước, chúng ta không làm được điều đó đâu. Chúa luôn luôn làm trước. Cụ thể qua bài tin mừng ngày hôm nay. Chúa trên đường để đi về Jerusalem. Và Jericho là cái thành phố, thành trì cuối cùng Chúa cần phải đi qua để vào, để vào thành Jerusalem. Ngài vào thành Jerusalem để làm gì thưa ông bà anh chị em? Để chịu chết, để sống lại để cứu chuộc chúng ta. Và trước khi Chúa Jesus chết và cứu chuộc, Chúa vẫn muốn cứu thêm được người nào hai người ấy. Cho nên Chúa ghé qua thành Jericho và đã đến nhà ông Gia Kêu là một người được cho là tội lỗi thời bấy giờ để cứu ông. Chúa không chờ cho Gia, -Gia Kêu đi đến Galilee để gặp Chúa hay đến Nazareth để gặp Chúa. Chúa không chờ Gia Kêu đi đến Jerusalem để gặp gỡ Chúa, mà đích thân Chúa đã đến Jericho để gặp gỡ Gia Kêu. Và khi Gia Kêu trèo lên cây để nhìn Chúa, thì Chúa lại ngước mắt lên để nhìn Gia Kêu. Và khi Gia Kêu chữ ước ao được nhìn thấy Chúa thôi, còn Chúa lại làm gì? Chúa lại muốn rằng ngày hôm nay ta sẽ đến và ở lại trong nhà của ông thương bà anh chị em, Chúa luôn luôn đi bước trước chúng ta để làm gì để yêu thương chúng ta để nâng đỡ chúng ta để cứu chuộc chúng ta, cho nên Thiên Chúa thật vĩ đại, ngài yêu thương tất cả mọi người, ngài thương xót tất cả mọi người. rồi nhân vật thứ ba đó là đám đông. thứ nhất tin mừng nói rằng Ông ra kêu thì muốn đến để mà nhìn thấy Chúa Nhưng mà không thể được vì người ta quá đông Và ông lại thấp bé Rồi cái đám đông này thì làm gì nữa Khi Chúa Giêsu nói rằng Ngày hôm nay Chúa sẽ ở lại trong nhà của ông Và ông đón tiếp vui vẻ đón tiếp Chúa Thì những đám đông đã lên tiếng rằng Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi Hay nói cách khác họ đàm tiếu, họ lên án. Họ trở nên những cái chướng ngại vật để cho Gia Kêu đến được với Chúa. Thay vì ủng hộ khích lệ mừng cho Gia Kêu, à, tạ ơn Chúa, à, Chúa đã đến thăm nhà Gia Kêu để hoán cải ông, hay là tạ ơn Chúa để cho Gia Kêu được cơ hội để đến với Chúa, thì họ lại đàm tiếu. Họ lại trở nên những chướng ngại vật cho ra kêu được gặp gỡ Thiên Chúa được ơn cứu độ. Thưa ông bà anh chị em, có những lúc tôi cũng như ông bà anh chị em chúng ta cũng là cái đám đông ấy. Có những lúc chúng ta cũng xét đoán những người khác. Có những lúc chúng ta cũng cản trở những người khác đến với Chúa. Ví dụ, có những người vì hoàn cảnh nào đó chúng ta không biết được. Gia đình họ tan vỡ, vợ chồng ly dị ly thân, Thế rồi nhưng mà họ vẫn đi đến nhà thờ đi thờ đi lễ Và có khi còn sân tội rước lễ nữa Thì nhiều người xì xào nói rằng đấy Cái anh ấy cái chị ấy Vợ chồng bỏ nhau như vậy Mà đi thờ đi lễ làm gì cho nó mất thời giờ Hay là một người nào đó chúng ta lẽ rằng Cái người đó sống như vậy làm sao xứng đáng Để làm cái này làm cái kia Hay là tham gia cái này tham gia cái kia Đôi khi chính chúng ta cũng trở nên những đám đông trong bài tin mừng ngày hôm nay đang cản trở người khác đến với Chúa, cản trở người khác trên hành trình hoán cải, thưa ông bà anh chị em. Tôi nhớ lại một cái câu chuyện là khi thỉnh thoảng trước đây tôi có về giúp bên Việt Nam thì có những lúc tôi có làm linh hướng cho các em tu sinh hay chủ sinh. Thì tôi nhớ có một lần có một em tu sinh hỏi tôi như thế này, à, thưa cha, à, một số giáo phận ở Việt Nam thì nếu mà bố mẹ à, mà ly dị, ly thân thì giáo phận không có nhận hay là không có gửi đi các đại chúng viện nữa mà sẽ cho về hoặc là khích lệ đi tu rằng. Thế giờ trường hợp của con thì con đi tu được uh, hai năm rồi và con chuẩn bị uh, thi trúng viện rồi. Giờ bây giờ ở nhà thì con không biết lý do làm sao rồi bố mẹ con lại ly dị. Thì con rất lo lắng không biết là giáo phận có tiếp tục nhận con nữa hay không, hay là con phải cho trả về uh, cha cho con biết được không? Thì tôi trả lời với em rằng ở bên Mỹ thì không có vậy. À, bên Mỹ thì đúng theo lời tin mừng thì tội ai người chịu. Thế là bố mẹ ly dị đó là lỗi của bố mẹ còn cái em này nó tốt lành thánh thiện mà nó không có uh, bị ảnh hưởng cái gì về tâm lý thì không có cái gì để từ chối nó cả nhưng mà à, còn ở Việt Nam thì cha không biết à, cho nên để cha phải hỏi lại các đức cha xem là ý của các đức cha như thế nào. À, thì một lần tôi gặp đức cha của giáo phận và tôi có hỏi ý kiến của ngài thưa cha giờ có một em tu sinh hỏi con như vậy đó thì không biết là đức cha nghĩ như thế nào, à, cái cái luật hay là cái cái À, cái việc của giáo phận thì ứng xử như thế nào trong những trường hợp như thế này à, thì đức cha đã nói với tôi rằng đúng trước đây thì giáo phận mà cũng một số giáo phận vẫn còn làm là khi nào mà cha bố mẹ ly dị thì con cái à, giáo phận cũng khích lệ đi tu rằng hoặc là chuyển hướng ơn gọi là bởi vì cũng nghĩ tới là nếu mà sau này cái em đó làm linh mục thì sẽ rất là khó giảng dạy hướng dẫn à, giáo dân của mình bởi vì họ nói rằng ấy, ông bà cố bố mẹ của cha còn như thế làm sao cha giảng dạy được cho nên là à, thôi nó cũng có nhiều cái điều phức tạp không làm gương sáng được cho nên là thôi mà khích lệ em chuyển ơn gọi đi tu chiều hay tu rằng tuy nhiên người nói rằng nhưng mà riêng đối với ngài thì ngài không giải quyết vấn đề như vậy ngài nói rằng nếu như à, bố mẹ của các em ly dị ly thân nhưng mà nó không ảnh hưởng tâm lý của các em một cách nặng nề các em vẫn lành mạnh khỏe mạnh và tốt lành là một ứng cử viên tốt thì ngài sẵn sàng chấp nhận ngài sẵn sàng chấp nhận để cho em tiếp tục đi thì tôi có hỏi rằng nhưng mà như cha đức cha vừa nói đó thì biết đâu được rồi sau này người ta lại có những lời đàm tiếu bàn ra bàn vào bảo là à đấy bố mẹ của cha như thế thế này thế kia thì như thế nào thưa đức cha thì ngài trả lời rằng nếu cần thiết thì chúng ta cần phải nói với ông bà anh, chị em giáo dân như thế này đấy có những gia đình có cha có mẹ đấy xem ra là tốt lành đấy nhưng có khi con cái thứ nhất để chẳng đi tu thứ hai là có khi cũng hư đốn nữa đấy là có cha có mẹ đàng hoàng mà còn như vậy còn cái này trong trường hợp này thế nào, gia đình họ đổ vỡ có khi là có cha mà không có mẹ có mẹ mà không có cha vậy mà em đó vẫn cố gắng vươn lên để trở thành một người tốt và lại còn có cái tinh thần sẵn sàng dấn thân để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội nữa Thì tại sao lại cản trở em Mà đôi khi lại còn phải nói với giáo dân rằng Ông bà anh chị em thay vì đàm tiếu Thì còn phải chúc mừng cho em ấy nữa Là bởi vì em đã vươn lên từ những cái khó khăn trong đời sống của mình Để trở nên một người tốt Em còn là một gương sáng và sau này có thể là Là một cái người mà Chúa sử dụng Để mục vụ cho những gia đình tan vỡ Hay là cho những bạn trẻ được lớn lên trong những gia đình tan vỡ nữa thì sao? Cho nên rằng nếu em nó không có những ảnh hưởng tâm lý gì nặng nề mà vẫn là một ứng cử viên tốt thì tôi không lấy lý do gì để mà cản trở việc của em cả. Đó. Tôi cảm thấy điều lời của đức cha nói rất tốt lành. Cho nên đôi khi chúng ta vì lý do này vì lý do kia để đổi chính chúng ta đàm tiếu như những người đám đông trong dân chúng là nói ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi và đúng có nhiều khi chúng ta không dám lên tiếng binh vực những lẽ phải và đặc biệt binh vực những người cô thân cô thế những người chúng ta cho là tội lỗi và những người phạm lỗi thật sự chúng ta không dám binh vực họ bởi vì chúng ta bị áp lực của xã hội, bị áp lực của truyền thông. Chúng ta sợ hãi để không dám nói sự thật và đôi khi đưa ra những đạo luật mà có khi nó không có đi đúng hoàn toàn trọn vẹn với tin mừng. Chúa Giêsu đến để giảng dạy để cái người ta sám hối và Chúa Giêsu cũng nhắc nhở chỉ phạt những người phạm tội. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là lòng thương xót sự tha thứ. Cho nên vì vậy mà tôi thấy nhiều khi tôi đi làm việc thì cũng nói đùa có nhiều người nói thưa cha. Trong dòng đấy con thấy các sơ thì phải hiền lành. Mà tại sao con thấy có những sơ dữ quá cha ơi. Thì tôi nói như thế này. Thứ nhất. Phải tạ ơn Chúa vì trong dòng có những sơ, sơ dữ. Tại sao vậy? sớ giữ như vậy mà sớ đi tu sớ còn giữ như vậy nếu mà sớ không đi tu thì bên ngoài sớ còn giữ như thế nào tức là phải tạ ơn chú là sớ đi tu <laughs> vả lại rồi nếu mà tốt lành thánh thiện rồi thì ở nhà cũng được không cần phải đi tu nữa vì có khi rằng chưa có tốt lành thánh thiện đủ cho nên đi tu để mà hoán cải tu để mà tu thân tích đức hả chứ còn nếu tốt lành thánh thiện rồi, ở nhà cũng làm thánh rồi thì tu làm gì nữa cho nên vì vậy mà đôi khi chúng ta nhìn sự việc chúng ta đừng có xét đoán một cách khách quan. Ngay cả trong những người tội lỗi, những người xa đường lạc lối, những người phạm những lỗi rất nặng, chắc chắn có những có những lý do phía sau mà chúng ta chưa hiểu được. Và khi chúng ta chưa hiểu được thì có khi chúng ta dễ lên án, chúng ta dễ trách móc, chúng ta dễ nhìn sự việc một chiều. Nhưng mà nếu chúng ta khiêm tốn đủ, chúng ta nhìn lại đi. Điều gì mình không muốn người khác làm cho mình cũng đừng làm cho người ta. Và điều gì mình muốn người khác làm cho mình, mình cũng hãy làm cho người ta. Ai trong chúng ta mà chẳng muốn được người khác tha thứ? Khi chúng ta phạm lỗi, ai trong chúng ta mà không muốn được người khác thông cảm? Vậy mà khi người khác phạm lỗi, chúng ta lại khó cảm thông, khó tha thứ. Có một bài hát mà tôi rất là thích đó là bài hát Kinh Hòa Bình của Linh Mục Từ Duyên. Bài hát này diễn tả được cái tâm tình mà tôi vừa chia sẻ với ông bà anh chị em. Tôi thì hát không có hay. Nhưng mà ngày hôm nay tôi xin được trình bày bài hát này như là một lời cầu nguyện, một lời tâm sự với ông bà anh chị em. Để rồi chúng ta cùng nhau cầu nguyện, chúng ta cùng nhau suy nghĩ. Để rồi chúng ta giúp đỡ cho nhau, cảm thông cho nhau. Đồng hành với nhau và khích lệ nhau trên con đường hoán cải Để ngày càng trở nên giống chút kỳ tổ hơn. Khi tôi lầm lỡ mới biết sớt chia với người lỡ lầm. Khi tôi nghèo đói tôi sẽ hiểu nỗi đau người lầm than. Khi tôi gian nan mới biết sớt chia với người khốn cùng. Khi tôi đau khổ đời tôi mới biết cảm thông lạy chúa ban yêu thương vào trái tim con đã bao lần còn đầy hờ hững lạy chúa dạy con yêu thương dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muốn nơi khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng khi tôi mù loa tôi mới hiểu bóng đêm và sợ hãi khi tôi cô đơn mới biết xót xa với người cô quạnh khi tôi khát vọng đời tôi thấm nỗi trầm luân lạy chúa ban yêu thương vào trái tim con đã bao lần còn đầy hờ hững lạy chúa dạy con yêu thương dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn nơi. Khi tôi quỳ ngã mới biết đỡ nâng những người xa đọa. Khi tôi hòa khóc tôi sẽ hiểu nước mắt sao buồn quá. Khi tôi lang thang mới biết đắng cay với người không nhà khi tôi đơn độc thì thương ai mất mẹ cha lạy chúa ban yêu thương vào trái tim con đã bao lần con đầy hờ hững lạy chúa dạy con yêu thương dạy con yêu thương cho hòa bình sang người muôn nơi. Tôi cũng nhớ tới một câu chuyện nữa khi tôi có cơ hội đi làm bác ái ở bên Việt Nam thì có một lần đã có một chị chở một bà cụ đến gặp tôi. Và chị đã nói như thế này: "Thưa cha, hôm nay con bỏ việc làm cả một ngày để con đưa bác đến đây bởi vì bác lấy chồng người ngoại giáo cho nên là gọi là rối hôn nhân." À rồi con cái của bác thì cũng không có mặn mà gì về nơi đời sống đạo nghĩa Cho nên cũng không đưa bác đi đến nhà thờ nhà lễ gì cả Còn chồng của bác thì rất là khó khăn Không có muốn cho bà đi đến nhà thờ Cho nên hôm nay con cũng phải lén lén chở bà đến đây Bởi vì bà ao ước Thì khi tôi gặp bà bà đã nói với tôi như thế này Thưa cha đã gần 40 năm nay rồi Con không được xưng tội nước lễ. Và hôm nay con muốn đến đây chỉnh với cha để xem cách nào đó cha có thể giúp cho con được xưng tội rước lễ không. Bởi vì con sống trong rối hôn nhân. Con rất khát khao được xưng tội rước lễ ít nhất là một lần trước khi con chết. 40 năm rồi. Con chỉ ước khao được một lần. Được xưng tội, được rước lễ trước khi con chết. Thưa ông bà, anh chị em. Nếu nhìn vào bên ngoài một người sống trong hôn nhân đối như vậy thì như thế nào? Có khi nhiều người đàm phán đào tiếu nhưng mà chúng ta không biết được lòng khao khát của người phụ nữ đó. Khao khát đến để gặp gỡ Chúa, để được Chúa tha thứ, để được đón đức Chúa như thế nào? Cho nhiều khi chúng ta đi tham dự thánh lễ, chúng ta thấy người này, người kia lên rước lễ. Đến để gặp gỡ Chúa, đôi khi chúng ta cũng phán xét, cũng xét đoán. Chúng ta cũng như những đám đông trong bài tin mừng ngày hôm nay ông này lại đến trọ trong nhà một người tội lỗi và đặc biệt như lúc nãy tôi có nói đôi khi chúng ta không dám lên tiếng để binh vực những người tội lỗi tôi không nói là binh vực theo cái nghĩa là à, có tội mà nói là không có tội tôi muốn nói binh vực ở đây là gì là muốn nói lên để tạo cho họ những cơ hội những điều kiện để cho họ được sám hối để cho họ được vươn lên và đôi khi chính những người là trở thành như vô tội nhưng mà bị họ ảnh hưởng bởi cha mẹ bởi gia đình hay bởi xã hội nữa chúa thương xót tất cả mọi người và như lời thánh ở Faustina nói nếu chúng ta muốn đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa thì mỗi ngày chúng ta phải làm một việc của lòng thương xót phải có sự cảm thông với nhau Chúng ta thông hiểu nhau rồi, hiểu nhau rồi thì mới có thể cảm nhận được nhau, cảm nhận được nỗi khổ của nhau. Ông ra kêu ngày hôm nay, ông khát khao đến gặp Chúa. Ông muốn nhìn thấy Chúa và Chúa đã ngước lên nhìn thấy ông. Và ánh mắt của Chúa đã đánh động tâm hồn của ông để rồi ông hoán cải chúng ta ngày hôm nay cũng vậy tôi cũng như ông bà anh chị em hãy để lòng thương xót của Chúa hãy để ánh mắt của Chúa đánh động chúng ta để chúng ta cùng hoán cải có thể rằng chúng ta nói rằng chúng ta đâu có tội lỗi gì nặng đâu ăn trộm ăn cướp đâu giết người đâu thu thuế đâu có tham nhũng như ông ra kêu đâu mà phải hoán cải thưa ông bà anh chị em không phải vậy chúng ta cần phải hoán cải trong cái lối suy nghĩ của chúng ta này bởi vì có khi lâu nay chúng ta suy nghĩ rằng chúng ta suy nghĩ như vậy là đúng nhưng mà chưa chắc đã là hoàn hảo lâu nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta nói đúng nhưng mà chưa trọn vẹn hay lâu nay chúng ta nghĩ rằng chúng ta có những quyết định sáng suốt chúng ta có những việc làm đúng đắn nhưng mà nếu chúng ta nhìn kỹ lại từ nhiều khía cạnh khác nhau có khi chúng ta làm sai rồi chúng ta cũng không biết chúng ta vẫn cho là đúng thế là tất cả mọi khía cạnh ấy chúng ta phải có đủ khiêm nhường đủ như ông ra kêu ngày hôm nay không quản ngại địa vị của mình quyền hành của mình để khiêm tốn đủ để nhìn thấy cái sai của mình mà hoán cải ngày nào còn sống ngày đó chúng ta còn cần phải hoán cải không một tội nhân nào mà lại chẳng có một cơ hội để trở nên một vị thánh và cũng không có một vị thánh nào mà đã không từng là một tội nhân thánh càng lớn bao nhiêu thì có khi đã từng là một tội nhân rất lớn đã hoán cải. Nhiều khi chúng ta đọc truyện các thánh rồi kể chuyện các thánh cho nhau nghe, chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta vui mừng, chúng ta tung hô những vị thánh là những con người tội lỗi và đã hoán cải trở về để trở thành những vị thánh lớn như một Augustino, như một Maria Madalena. Nhưng mà ngày hôm nay cũng đang có những người có khi đang sống trong tội lỗi cách này hay cách khác còn muốn hoán cải thì chúng ta lại ngăn cản Chúng ta lại phê phán Hay chúng ta không cho họ điều kiện để làm cái điều đó Đối với các thánh thì chúng ta chúc mừng Chúng ta đưa ra như một ví dụ Chúng ta tạ ơn Chúa Nhưng mà đối với anh em với nhau Đối với chị em với nhau Đối với vợ chồng con cái anh chị em Chúng ta lại quá khắt khe với nhau Để rồi chúng ta không muốn cho nhau cơ hội tạ ơn chúa đã có những người giáo dân đã chia sẻ với chúng tôi nói rằng thưa cha từ ngày con để ý tham dự thánh lễ sốt sáng hơn con đọc lời chúa được con nghe các bài giảng của các cha ở trên các kênh youtube con cũng đã được phần nào đó hoán cải cuộc đời con đã được biến đổi để rồi con chấp nhận người chồng hư đốn của con hơn con chấp nhận những đứa con đang khô khan trong đời sống của đức tin của con hơn rồi con cũng uh, cố gắng để chấp nhận những người vợ uh, khó khăn của con, có những người đó rằng con đau khổ vì chồng lắm nhưng mà thôi, con chấp nhận và con cố gắng chấp nhận để không thù hằn ngay cả cái người uh, kẻ thù của con nữa. Đó là lời của Chúa đã đánh động, ánh mắt của Chúa nhìn và họ đã có lòng hoán cải. Và như tôi nói, không phải là những tội nhân ghê gớm mới cần hoán cải đâu, mà tất cả chúng ta. Đức Giáo Hoàng cũng cần hoán cải Các hồng y, các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, nam nữ Tất cả mọi người chúng ta đều cần hoán cải cả Đều cần phải noi gương của ông Gia Kêu ngày hôm nay Để rồi chính lòng thương xót của Thiên Chúa biến động chúng ta Kính thưa quý cụ quý ông bà anh chị em Gia Kêu đã hoán cải, đã quyết tâm Bởi vì ông nhìn thấy Chúa và Chúa nhìn ông Chúng ta cũng hãy xin Chúa nhìn đến chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Và với gương sáng của ông Gia Kêu, chúng ta khiêm tốn để hoán cải, để quyết tâm trở về với Chúa, để ngụp lặng ở trong biển hồ của lòng thương xót của Chúa. Và rồi chúng ta cũng hãy có lòng thương xót với nhau, cảm thông cho nhau, tha thứ cho nhau, khích lệ nhau, tạo điều kiện cho nhau hoán cải. Đừng trở nên những chướng ngại vật người khác đến với Chúa Cản người khác đến với Chúa Bởi vì Chúa yêu thương xót tất cả mọi người Những gì cần làm để cứu độ chúng ta Chúa đã làm hết rồi Chúng ta chỉ cần đến với Chúa Cần đến với tòa cáo giải Cần đến với các bí tích Cần đến với thánh lễ Cần đến với lời của Chúa Và cần đến với nhau để cùng nhau hoán cải. Kính chúc quý cụ của ông bà anh chị em một ngày Chủ nhật an lành và một tuần tràn đầy ân sủng của thiên chúa và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau cùng đồng hành với nhau và cùng giúp nhau nên thánh mỗi ngày và hẹn gặp lại vào tuần tới amen